Bị mẹ tịch thu điện thoại, cô gái phải online bằng chiếc tủ lạnh trị giá 40 triệu đồng. 10 điểm không có nhưng, hết chứ chấm. Theo đó, một cô gái đã đăng đoạn clip với dòng trạng thái đầy than thở khi cho rằng mình đã bị mẹ tịch thu mất chiếc điện thoại. Không những không có máy để lướt TikTok, không có máy để chơi game, thì cô gái còn vô cùng là đau khổ khi không biết làm cách nào để nhắn tin với người yêu, đến nỗi phải sử dụng chiếc tủ lạnh giá sương sương 40 triệu đồng để online, rep vội dòng tin nhắn của Crush. Theo đó, chiếc tủ lạnh có tích hợp sẵn màn hình lớn ở bên ngoài với kích thước tương đương một chiếc iPad và chức năng không thua kém một thiết bị điện thoại thông minh. Cụ thể, cô gái đã cài đặt Messenger và 7749 ứng dụng khác lên chiếc tủ lạnh, dùng hai tay để soạn tin nhắn trên màn hình cảm ứng trông vô cùng là điệu nghệ. Đoạn clip của cô gái sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng tức cái lồng ngực mà để lại bình luận kiểu: rồi tịch thu điện thoại giữ chưa? Bởi đây thực chất chỉ là một màn flex chiếc tủ lạnh sang xịn mịn, chứ chẳng có mẹ nào thu điện thoại của cô gái hết. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.